Isaac Feynman là nhà vật lý thiên tài người Mỹ gốc Do Thái. Ông sinh năm 1918, mất ngày 15 tháng 2 năm 1988. Say mê toán học từ nhỏ, 15 tuổi, ông tự học toán cao cấp. Khi học đại học, ông chọn khoa toán, nhưng về sau ông chuyển sang khoa kỹ thuật điện và tốt nghiệp xuất sắc. Năm 1965, ông được trao giải Nobel vật lý vì đã tìm ra một phương pháp mới rất hiệu quả trong nhận thức về cơ học lượng tử. Ông còn áp dụng thuyết lượng tử để giải thích tính siêu chảy của helium lỏng, cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết siêu dẫn sau này. Ông đã đưa ra biểu đồ Feynman, rất hữu ích trong việc tính toán tương tác của các hạt trong không gian và thời gian. Ông còn là người đầu tiên đặt nền móng cho công nghệ nano. Feynman được nhiều người mến mộ với khả năng sư phạm tuyệt đỉnh, có thể giải thích các vấn đề vật lý phức tạp nhất theo cách mà hầu hết mọi người đều có thể hiểu. Ông từng có câu nói nổi tiếng, nguyên tắc đầu tiên là đừng tự lừa dối bản thân, bởi bản thân chính là người dễ bị lừa nhất.